Mày không hớt được đâu con trai. Tôi bi không tình yêu. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Bác Tô, mình là Bác Tô đây. Và hiện tại thì mình đang ở trong tựa game King Legacy này. Đây thì bên em là một cái ad mới level 1 hoàn toàn. Hiện tại mình sẽ chơi lại cái tựa game này bởi vì là trước giờ thì mình chơi tựa này lâu mà có quá nhiều thay đổi nên mình cũng không biết là ở những cái giai đoạn đầu của game nó thay đổi như thế nào. Chẳng hạn như là nói chung là game này nó cập những thay đổi nhiều quá, cho nên bây giờ thậm chí là cái thế giới trong game này mình cũng không có biết, không có hiểu. Cho nên là mình muốn chơi lại là một series là chơi lại từ đầu, không mong là anh em ủng hộ cái series này. Thì ban đầu là đầu tiên vô cái game thì cũng giới thiệu sơ sơ, đây là cái chỗ mà nó con này nó chào mình đó, nó chào newbie đó không đó, mà sao nó lại là game King Beat ta. Thôi thì accept đi, nó chúc mình may mắn thì vui vẻ trong trò chơi gì đó. Rồi xong là nó cũng không, mình đồng ý rằng cũng không cho mình được gì hết. Được cái là mình có 299k Bailey, không biết là đó mình nhập code hay là nó cơ bản nó đã cho mình. Rồi thì đầu tiên thì vô mình nghĩ là 299k Bailey á. Đây kìa, con Nisi này là gì? Do you want to random? Tờ nó nói gì ghê vậy? À đây, nó đổi màu của cái con Dinosaurus với lại con Dragon, là có mấy con dạng khủng long với Dragon, dạng màu cũng là random. Ở đây nó bán gì đây? Nó bán katana hả? Bán cây katana 5.000 để coi tôi mua được trái quỷ, tôi coi có được trái quỷ không? À lại là quay 250k quay một lần mất công rồi. Nó ra trái cùi thì sao? Ở đây là mình nhớ là đâu gần đây nó có một cái shop bán trái quỷ, để mình lại đây mình đầu tiên á là vô cần mua một trái quỷ đi, rồi sau đó mình đi farm. Không biết là đầu game vô mua trái quỷ có bị cùi không. Đây cái con bán trái quỷ thì nó trốn. Trong định lực của những cái game mà về những cái game mà về One Piece á thì không hiểu sao á là nó bán đồ là nó phải trốn anh em, chứ nó không có chịu ở ngoài. Đây trái quỷ on low là chắc chắn là tôi không mua nổi rồi nè. Trái lửa này là bao nhiêu? Từ 1.000.000 Bailey, vậy là đâu có trái gì mình mua nổi đâu. Vậy là cái số Bailey này nó cho mình là chủ yếu để mình random thôi, hên xui được trái gì đó. Cái này cũng 1.500.000 Bailey 3 game. Trái này trái gì đây? Trái cánh quạt. À ngay cả trái cánh quạt cũng là 75.000 Bailey. Nhưng mà theo mình thấy thì trái cánh quạt này farm ngon lắm anh em. Đi mình bay, đi bay nhanh rồi các kiểu rồi đi farm đồ. Rồi thì mình sẽ lại mình random trái quỷ đi, để coi là mình được trái gì ha. Chứ biết đâu là được trái xịn sao. Nhưng mà mong lần này cho mình trái bóng đi. Thật sự trái bóng là nó dễ farm hơn là mấy trái kia. Ủa 299k mà này 250k. À nó nói mình level nhỏ là nó không ấy cho mình. Rồi để mình nhớ là đằng sau này nó có một cái chỗ để mình làm nhiệm vụ á. Đằng sau này có cái chỗ để mình làm nhiệm vụ, mình đi lượm mấy cái đùi gà, mình khỏi cần đi đánh quái. Để xem là nếu nhận nhiệm vụ đó mà có kinh nghiệm á thì mình sẽ đi nhận nhiệm vụ, mình lượm đùi gà cho nó ngon hơn. Còn nếu mà không có kinh nghiệm thì mình vẫn phải đi farm quái mà thôi. Đây nè, cái con có một cái con sâu ở ngoài đằng ngoài đây. Đó, lượm. Này nó mình sẽ đi lượm cho nó 3 cái đùi gà. Và mình sẽ được 1.900 kinh nghiệm. 1.900 thì cũng được đó. Và mình nhớ là đùi gà là ngay cái chỗ mà mình khởi đầu. Ôi ôi, đây nè, quánh đi. Làm gì mà tôi sợ nó mấy này. Nghĩ sao vậy, tôi đang level thấp thì chấp luôn á. Đánh tôi đi, đánh được ha. Đây, cái khu vực này là khu vực an toàn. Đây là một cái đùi gà nè. Ý, sao cái đùi gà này phải nhấp vô à? Cái gì vậy? À, đùi gà này phải lợi lụm đàng hoàng, chứ không phải là lợi đạp lên cái đùi gà. Có nhiều game thì mình cũng không cần phải mà lại nhấp lụm vô vậy đâu, chỉ cần lại đạp lên là đủ. Thế là nó sẽ tự lụm lên người ha. Nhưng mà game này thì vậy coi cũng được, chứ nghĩ sao đạp lên rồi đem về cho con rắn nó ăn được. Ôi còn cái chỗ mà xuất hiện đầu tiên của mình ra là cái chỗ nào mình quên mất rồi. Gì cái chỗ mà hồi sinh của mình? À có gì đâu, reset về thôi. Trời ơi, nguyên con lãi nó bay trên trời. Đây ở trên đây bàn có một cái đùi gà, là bây giờ mình kiếm cái vị trí của cái đùi gà thứ hai. Và thật sự thì mình cũng không nhớ đâu, nên mình sẽ quay lại cái chỗ. Trời ơi nó sát bên vậy mà nãy mình không tìm được, chưa ra cái đùi gà. Vậy cái đùi gà thứ ba nó giấu ở đâu? Đó thấy không, nãy giờ đánh quái là xong rồi. Tôi thấy là tôi nãy giờ tôi đang bắt đầu làm khó tôi rồi anh em. Cái chỗ này nó bán cái gì mà người ta bu đông dữ vậy, người ta đang quay phim đây mà. À giết sáu con quái.
Tôi là tôi có cái tật nha, thấy mà ai mà bán cái chỗ tiệm đồ ăn nào mà đang quay phim chụp hình là thế nào tôi cũng chạy vô tôi mua. Phải không? Mà không phải mình tôi vậy đâu mà nhiều người y vậy á, tại vì thứ nhất á là mình được lên tivi, thứ hai là nó lạ lạ đúng không? Rồi đi kiếm thêm cái chỗ kia coi. Mốt mà anh em mà có kinh doanh gì á, mở hàng ăn quán ăn gì á, cứ kêu người này người kia tới quay phim chụp hình, miễn là không có đăng không gì cũng được, mà thế nào là người ta cũng lại người ta coi. Chắc chắn là đùi gà nó cất trong nhà á, giờ tìm hoài không được. Này nó giấu đâu trời, phải còn một cái tòa nhà nào đó giàu được chứ. Đây là cái này giống có cái cửa này, nhưng mà chỗ này chỗ hồi sinh, là phải còn một cái đùi gà nào ở đâu, còn một cái đùi gà nó giấu trên nóc nhà như thế này là hỏi sao mà người ta tìm ra. À, vậy là mình lên được cấp 5. Để coi mình coi mấy cái nhiệm vụ bình thường này coi nhiêu, nãy giờ làm vụ này cũng tốn thời gian á. Cho có 400 mấy kinh nghiệm, trong khi mình nhiệm vụ đi lượm đùi gà là nhiều hơn. Để coi là mình lại mình nhận nhiệm vụ đùi gà tiếp thử coi được không á. Coi nếu mà nhận đùi gà tiếp á, rồi nó có ra đùi gà nữa hay không. Rõ ràng là giai đoạn đầu vô mình khởi đầu bằng cách đi lượm đùi gà, đúng không? Khởi nghiệp bằng cách đi lượm đùi gà là hợp lý nhất luôn. Để coi chỗ này là bây giờ nếu mà nó không ra thì mình phải bỏ nhiệm vụ mà thôi. Nước là mình đi siêu vật á, nhận nhiệm vụ là nó ra thôi. Vậy thì mình bây giờ mình biết vị trí của ba cái đùi gà rồi, thì mình cứ đi lượm như vậy, mình cài lé vô thôi. Đây cái mình sau mình lượm ở đây, cái là tiếp tục cái mình chạy về cái nhà mình lượm, vậy là đi theo một cái hệ thống tuần hoàn luôn không? Đó, hệ thống tuần hoàn lượm đùi gà. Rồi. À, vậy là mình lên cấp 7 rồi, để tôi lên được cấp 10 coi là tôi quay được trái quỷ không, chứ tôi như đây tiền là tôi đủ rồi. Ấy, cái nhiệm vụ này nhìn lại cho lần 5k tiền. À, quên, tự nhiên mình nhìn sau cái mình thấy được 300 mấy k Bailey, cái nói là, ủa mình nhận nhiệm vụ đưa gà nãy giờ mà lên nhanh vậy luôn hay sao? Nhớ lại là đầu tiên vô cho mình 299k rồi. Ôi, nó không ra đùi gà nữa, vậy là nó có thời gian rồi, nó có thời gian nó hồi sinh đó, chứ không phải là bộ lộn có thời gian nó xuất hiện, chứ không phải là một phát một là ra ngay. Tôi nhớ là đâu đây có một cái nhiệm vụ mình đánh Tatsugi là level 20 đánh Small K đó. Tưởng đâu là nó giống như là Mon K vậy. Rồi vậy mình sẽ đi đánh 6 con quái, và 6 con quái thì nó nằm ở đây. Ban đầu thì mấy con quái này không đến nỗi mà làm khó được mình đâu anh em. Mình thì mình muốn là mốt là dồn điểm vô trái quỷ, cho nên là sẽ không. Ui ui này cấp cấp 10 hả? Hey, cho đánh quái coi, cho đánh quái, cho đánh quái. Ừ, kia nó chết rồi, để dành cho mình đánh nè anh em. Tôi thấy là cái con quái nó đánh tôi gần chết luôn rồi, sẽ cố gắng đánh một con chết chứ trước khi mà tôi chết. Rồi vậy là còn một con nó máu đỏ kìa, không đánh được thôi thì mình hồi sinh ra, mình hồi sinh ra, kia nó giết thì mình cũng được thôi. Trời ơi cái gì vậy? Tôi vừa thấy là cái đầu tôi nó đang bay, nó chưa kịp gắn vô anh em, giống như Tôn Ngộ Không lâu sức sức đầu khôi cổ. Nó đánh được một con nữa, là còn mấy con này nó máu xanh mà nó không đánh nổi. Ôi ôi nó cấp lớn, khoan tôi phải đánh vô vậy để cho nó đánh phụ tôi anh em. Nó đánh ngoài xe là thường, lâu lâu gặp bạn tốt nói chứ không phải tốt đâu, mà chẳng qua là gì nó chưa đánh được mình á, mình level thấp đó. Tốt cái con khỉ gì ấy, nó cấp mấy vậy ta, mình không nhìn thấy được cấp nữa. À, không biết là cấp của mình thì đi mua được trái quỷ chưa, cấp 8. Mong là cấp 5 là mua được trái quỷ. Lại cái chỗ random lúc nãy coi là trái quỷ ra chưa. À, còn chơi tao low level nữa hả? Gì cấp mấy mới cho người ta mua? Kia nãy là cấp làm nhiệm vụ cấp 1 luôn à. Rồi bây giờ tôi sẽ đi nhận nhiệm vụ đùi gà tiếp nha anh em. Sau khi mà lượm đùi gà xong thì tôi sẽ để coi ra đùi gà KFC chưa. Chưa nữa hả? Lâu dữ vậy, chắc là nó có thời gian á, này phải 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 thao ao ra. Nếu mà mình có giờ VIP á anh em thì mình làm nhanh lắm, đúng không? Mỗi lần mình nhận xong cái mình xong mình làm xong á, cái mình ao cái mình ra server khác, thế là ổ gì lộn, ao cái vô lại server, thế là mình có đùi gà tiếp, coi như đó là một cách mà hack level ban đầu luôn. Nhưng mà thì tôi không có server VIP anh em à, tôi đang chơi server thường. Đây bây giờ có đùi gà nữa, có đùi gà là có tiền ngay. À quên, cầm cái tay đấm cái đùi gà cũng không cho luôn, tay đấm chân đạp làm các kiểu cũng không cho.
chỉ có cho mình lụm thôi. Game thực tế giải, thực tế mà con nhân vật tôi vậy nè, u vuông. Anh em nhìn thấy nhân vật tôi đẹp không? Có nhiều không? Không biết sao cứ chơi cái skin tôi xấu gì các kiểu. Nói là của các YouTuber khác thì VIP Pro của bác Tô thì nhìn tàn tạ gì của bắp gì các kiểu, anh em sao lại chơi skin tôi vậy? Có ai đó đã lụm mất cái đùi gà của tôi rồi. Ai... Như vậy là nó chơi trốn tìm rồi. À, tôi đi tìm thì cái đùi gà đi trốn. Ôi, này có cái aura gì đẹp quá vậy? Ơ? Nó làm gì ta? Cái aura đó nhìn đẹp quá chứ. À, ý, nó cho mình trái quỷ luôn kìa. Ấy, thế là có người cho trái quỷ. Thôi tôi hình như là TK là cảm ơn. Ấy chết cha, mình chán lên và thấy cái chữ tên mình xong mấy ông kia tưởng đâu. Rồi mình sẽ ăn thử coi. À, được trái gì đây? Mà nó không cho. À, mình được trái cát luôn nè anh em. Ấy cái trái này trái gì vậy? Ở đây đó nhìn lạ quá ha. Thôi thì mình sẽ xài trái cát đi anh em. Mà trái cát farm chắc là nó cùi lắm. Thôi thì người ta cho gì mình lấy đó chứ chả lẽ lại xin xỏ đúng không? Đây là tôi sẽ sử dụng trái cát. Trời ơi, cái chiêu đánh hình như là có tí đam mà. Là trái quỷ này thì chỉ để lấy logia thôi anh em, chứ cũng không phải không cần phải để con farm chứ không có ngon đâu. Nhưng mà mình phải hướng tới một số điểm trái quỷ để sau này mình sẽ farm bằng những cái trái quỷ mà ngon hơn. Cỡ nào mình cũng phải tăng điểm trái quỷ thôi. Ủa cái phần menu ở đây. À đúng rồi, quên lại ấy cái đùi gà nữa. Bây giờ thì tôi cũng cái cho dù mà có cái nó chưa mở chiêu trái quỷ cho mình luôn nè. Ở lúc nãy sao tôi bấm qua được, cái giờ bấm lại cái là nó mất rồi. Game lỗi dại. À, vừa vô thì nó còn cho mình chiêu nữa. À, bây giờ mình cấp 9 nó vẫn chưa cho mình làm chưa cho mình mở trái quỷ đâu. Ủa mà tự nhiên bây giờ tôi đã có trái cát rồi thì cần gì tôi mua cây katana tôi đi farm chứ đúng không? Đó là tôi cộng vô điểm tím. Rồi đây là đang đây mua cây katana nè. Còn trái quỷ thì sao, từ từ ha. 5.000 Bailey. Đấy là mình sẽ có được cây katana. Đấy, cây katana này thì ban đầu thì nói chung là cái vũ khí tân thủ để farm á. Và bây giờ mình còn có thêm trái logia nữa. Thế anh em thấy à? Trời ơi, như là thiên, nó gọi này gọi là gì không? Gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Ôi, kia sao đánh lại hung gió tôi rồi. Anh em thấy không? Mấy đó thấy tôi đẹp trai quá lại hung gió đàng hoàng. À quên. Đấy, mình sẽ cộng thêm một số điểm trái quỷ. Sờ tát. Đó, đâu rồi. Cộng vô cái điểm cộng điểm kiếm chứ. Bấm sờ ta. Cộng vô một số điểm kiếm là cộng lên ban đầu có logia đó không, cộng kiếm vô farm cho nó nhanh anh em. Đó, vậy đi. Như là farm boss thì chắc chắn là nó sẽ đánh trúng, như là chắc mình sẽ farm những quái cấp thấp. Ôi dồi ôi. Coi nè, bây giờ tôi đánh một phát là chết con quái luôn. Đó, vậy là tôi quá mạnh mẽ rồi anh em. Tôi không biết là tôi gây được bao nhiêu đam á. Vậy là bây giờ là cài level thoải mái luôn. Đâu tôi thử với cái con boss này coi. Con quái này 19 máu. À, vậy là chuyển qua nhận nhiệm vụ level 10 là được rồi. Đấy, vậy là khởi đầu nhanh chóng thôi. À, cứ coi canh là lúc đùi gà nó ra thì mình sẽ đi lượm đùi gà. Còn bây giờ là còn có thêm trái quỷ logia nữa. Trời ơi, cái chiêu gì vậy trời. Đó, vậy là farm nhanh và easy luôn á. Và mình nghĩ là chắc là video này mình kết thúc ở đây được rồi anh em. Đây là ban đầu mình farm như thế nào á. Là cách mình farm đó là nhận nhiệm vụ đi lượm đùi gà, rồi sau đó thì kết hợp những gì đùi nhiệm vụ khác, rồi xong là phải thêm một chút may mắn là đi xin xỏ rác quỷ logia để farm nha anh em. Thật ra thì nếu mà bạn ra server thường á, có một số server á thì mình vào được cái chỗ người ta random rác quỷ tha hồ mà lượm luôn, nhưng mà không biết sao server này nó không có. Mong là lần sau mình sẽ lượm được trái xịn xịn á anh em. Rồi thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn cảm thấy sao về video này hãy để lại bình luận bên dưới. Và mọi ý kiến đóng góp của các bạn sẽ thành công mình trong tương lai. Xin cảm ơn, gặp lại, bye bye anh em nha.